Bệnh viện Kiến An vừa cứu sống bệnh nhân nam 40 tuổi bị viêm tụy cấp thể nặng Bontezai do tăng triglycerides bằng phương pháp thay huyết tương. Theo thông tin cho biết, mới đây bệnh nhân Vũ VH 40 tuổi, Quyết Tiến, Tiền Lãng, Hải Phòng được người nhà đưa vào Bệnh viện Kiến An, Hải Phòng cấp cứu trong tình trạng đau dữ dội vùng thượng vị, đau lan ra sau lưng, sau đó lan khắp bụng, bí trung đại tiện. Qua khai thác thông tin từ người nhà, bệnh nhân Vũ VH thường có thói quen sử dụng rượu 500ml một ngày trong nhiều năm, nên khi thấy anh VH đau bụng dữ dội bất thường, người nhà khẩn trương đưa đi cấp cứu tại khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Kiến An. Qua thăm khám và tiến hành các bước kiểm tra xét nghiệm, kết quả chụp cắt lớp vi tính của bệnh nhân cho thấy hình ảnh viêm tụy cấp thể hoại tử, thâm nhâm mỡ tụ dịch quanh đầu tụy. Xét nghiệm mỡ máu triglycerides tăng cao gấp gần 50 lần so với bình thường, bệnh nhân có dấu hiệu nhiễm trùng, nhiễm độc nặng. Nhận định đây là trường hợp bệnh nhân rất nặng, kiếp trực đã nhanh chóng xử trí hồi sức tích cực, thở oxy lưu lượng cao HFNC, dẫn lưu dịch ổ bụng, thay huyết tương. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Công Hải, phó trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc cho biết, sau khi được thay huyết tương và điều trị hồi sức tích cực, toàn trạng bệnh nhân ổn định, xét nghiệm mỡ máu về bình thường, thời điểm nguy kịch của bệnh nhân đã qua khỏi. Tuy nhiên hàng ngày, bệnh nhân được hội chẩn với bác sĩ khoa ngoại tiêu hóa, khoa dinh dưỡng để đưa ra phác đồ điều trị và chế độ dinh dưỡng tối ưu nhất. Đến nay sau một tuần điều trị, sức khỏe bệnh nhân VH đã hồi phục, bệnh nhân rất xúc động và đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến tập thể nhân viên y tế khoa hồi sức tích cực chống độc. Theo thạc sĩ bác sĩ Bùi Mạnh Cường, trưởng đơn vị hồi sức tích cực chống độc, Trung tâm khám chữa bệnh chất lượng cao Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, viêm tụy là một bệnh nguy hiểm, đặc biệt là viêm tụy cấp, nếu không được xử trí kịp thời sẽ gây ra những biến chứng nghiêm trọng như suy đa tạng, viêm tụy hoại tử nhiễm trùng, thậm chí tử vong. Viêm tụy cấp thì là một cái bệnh lý cấp tính, nó phản ứng viêm cấp tính ở vùng tụy. Thế thì có biểu hiện ở nhiều mức độ khác nhau. Thì mức độ nhẹ thì bệnh nhân thường thường điều trị trong thời gian ngắn ngày và ra viện sớm, ít để lại biến chứng. Thế còn những mức độ nặng thì bệnh nhân thường thường có diễn biến bệnh sẽ rất là phức tạp và thường để lại nhiều biến chứng, thậm chí có thể nguy cơ tử vong. Thì cái tỷ lệ tử vong của những bệnh nhân viêm tụy cấp nặng thì chiếm khoảng từ 20-50% trong số bệnh nhân viêm tụy nhập viện. Với nguyên nhân ấy, thì trong nguyên nhân viêm tụy cấp thì có rất nhiều nguyên nhân. Thế thì hàng đầu người ta thấy rằng là đó là nguyên nhân về rượu. Cái này thì chiếm khoảng 70% so với nguyên nhân gây viêm tụy cấp. Thế mà ở Việt Nam thì nó là số 1. Thứ hai là các nguyên nhân về cơ học, ví dụ như bệnh nhân bị sỏi mật hoặc là sỏi tụy, nguyên nhân hay gặp. Thế và một số nguyên nhân khác cũng hay gặp do loạn chuyển hóa. Thì ở đây thì điển hình chính là viêm tụy cấp do tăng triglycerides. Đấy là cái mà hay gặp, thì chiếm tỷ lệ khoảng từ 1-14% các nguyên nhân mà gây viêm tụy. Bệnh nhân cũng có các triệu chứng của bệnh nhân viêm tụy bình thường, đó là bệnh nhân có đau bụng và đặc biệt là đau bụng ở vùng thượng vị. Thế rồi là đau nó xảy ra một cách rất là đột ngột, đau dữ dội, đau liên tục và người bệnh người ta cảm thấy là người ta không thể chịu nổi. Đấy. Cái thứ hai là người ta có thể là kèm theo là nôn. Đấy, nôn thì có những trường hợp bệnh nhân nôn rất là nhiều. Nôn ban đầu thì nôn ra thức ăn, sau đó thì là nôn chỉ là nôn ra dịch thôi. Thế và cái nôn đấy của người ta thì có những trường hợp nôn xong thì đỡ đau bụng, nhưng một số trường hợp thì không đỡ. Đấy. Thứ ba là thì bụng người ta cứ trướng to lên là do nguyên nhân là ruột nó bị liệt, ruột và nó không tạo lưu lượng để hơi nó không thông được, thì do nó bụng trướng căng lên. Đấy, kèm theo là xét nghiệm máu. Thì là cái chỉ số mỡ máu triglycerides tăng cao trên 1,3 mg/lít và các cái men tụy kiểu như men amylase hoặc men lipase là cũng tăng cao gấp 3 lần so với bình thường. Nếu như mà không được phát hiện và xử trí kịp thời thì cái việc biến chứng nặng nhất đó chính là cái suy đa tạng, và từ suy đa tạng đó thì sẽ dẫn đến là bệnh nhân nguy cơ tử vong. Đấy, cái đấy là rất là nhanh, tại vì viêm cấp là một trong những cấp cứu nội khoa, có cả các bệnh ngoại khoa nữa, thế nhưng thường thường là cấp cứu nội khoa là chính. Và thì là đặc biệt là khi bệnh nhân mà đã có chẩn đoán là viêm tụy cấp rồi thì là người ta phải được điều trị tại những đơn vị hồi sức cấp cứu.